Sáng nay, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu có buổi làm việc với Đảng ủy phường Hòa Cường Bắc về kết quả lãnh đạo triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và việc triển khai thực hiện nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Quận ủy về trật tự đô thị, trật tự xây dựng và môi trường quận Hải Châu đến năm 2025. Theo đánh giá 9 tháng đầu năm, các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội của phường đạt nhiều kết quả khả quan. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, thu ngân sách đạt trên 80%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các chỉ tiêu văn hóa xã hội hoàn thành tốt. Về kết quả thực hiện nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Quận ủy về trật tự đô thị, trật tự xây dựng và môi trường quận Hải Châu đến năm 2025, nhìn chung qua gần 2 năm triển khai thực hiện, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. 3 tháng cuối năm, Đảng ủy phường Hòa Cường Bắc tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trên địa bàn, tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên, lãnh đạo triển khai hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác nghị quyết Đảng bộ đã đề ra.